Thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng 20 tháng 10 năm 1914, 20 tháng 10 năm 2024 và thực hiện công trình thanh niên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên giai đoạn 2023-2027, ngày 14 tháng 10 năm 2024, Ban Thanh niên, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh phối hợp Thành đoàn Tân An tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy và trao tặng tập vở cho học sinh trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Tân An. Tại chương trình, Thiếu tá Phùng Thanh Anh Tuân, cán bộ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phổ biến các nội dung về công tác phòng chống ma túy. Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 500 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em trong học tập.